Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua gửi đến quý vị và các bạn. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính chúng tôi vừa cập nhật. Kính thưa quý vị, dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ở phía bắc đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ chiều ngày 15 tháng 7, tâm bão ở khu vực phía bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 880 km về phía đông nam, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 4 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ di chuyển từ 10 đến 15 km/h và tiếp tục mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 7, tâm bão ở trên khu vực phía bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 580 km về phía đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh, nước dâng sóng lớn. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2-4m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 tháng 7, rãnh áp thấp có trục khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực phía đông Philippines. Lúc 7 giờ sáng, vùng áp thấp ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 123,5-124,5 độ Kinh Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Ngày và đêm 13 tháng 7, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía Nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 15 đến 20 tháng 7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Chiều tối và đêm ngày 13 tháng 7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều tối ngày 14 tháng 7 đến 15 tháng 7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Ngày 13 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn gửi các tỉnh vùng núi phía Bắc và các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, gió mạnh trên biển và diễn biến vùng áp thấp, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, kiểm tra rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán người dân, đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lũ, gió mạnh trên biển. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày và đêm ngày 13 tháng 7, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa và vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Đêm 13 tháng 7, cơn mưa kéo dài nhiều giờ đã gây ngập lụt tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, tại hầm chui Tân Phong. Nước mưa tràn vào hầm dâng cao gần 1m. Đoạn trũng của hầm chui Tân Phong nước ngập quá giải phân cách khiến nhiều ô tô xe máy bị chết máy. Mặc dù nước dâng ứ mạnh trong thời gian khá dài nhưng do nhiều người không biết nên vẫn đi xe vào hầm dẫn đến bị té ngã, xe chết máy phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Tương tự tại quốc lộ 1, đoạn qua bệnh viện Thống Nhất, tình trạng ngập cũng khá nặng. Mực nước dâng lên trên 70cm khiến người đi đường gặp khó khăn, nhiều phương tiện bị ù nứ. Chiều 12 tháng 7, một cơn mưa lớn có cả mưa đá kéo dài trong nhiều giờ đã khiến một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị ngập nặng. Các khu vực bị ngập sâu gồm khu dân cư dọc hai bên suối Phan Đình Phùng thuộc phường 1 và phường 2, khu dân cư bên đường Trạng Trình thuộc phường 9,
đường Hải Thượng qua đoạn suối Phan Đình Phùng, khu Sở Lăng thuộc phường 3. Nghiêm trọng nhất là khu Hàn Thuyên thuộc phường 5, tại đây hàng chục ngôi nhà tại khu vực này đã bị ngập sâu dưới nước. Ông Nguyễn Văn Tứ, trú tại phường Phan Đình Phùng cho biết, từ đầu năm đến nay đường Phan Đình Phùng có 4 lần mưa lớn bị ngập, nhưng lần này ngập nặng nhất, có chỗ ngập cao hơn 1 mét. Nhiều người dân cũng cho hay, khoảng 13 giờ chiều ngày 12 tháng 7 còn có mưa đá nhưng chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Sau đó trời đổ mưa lớn, đến khoảng 14 giờ 30 thì tạnh. Một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng thông tin, ngay sau đó có dấu hiệu ngập lụt, phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng xuống đường điều tiết giao thông và hỗ trợ người phương tiện lưu thông an toàn. Sở giao thông vận tải cũng chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông xuống đường để hỗ trợ người dân vùng ngập, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra bất trắc do thiên tai. Theo quan trắc của trạm khí tượng thủy văn Đà Lạt, lượng mưa trong buổi chiều ngày 12 tháng 7 khá lớn, đạt 88,2 mm. Lượng nước đổ về nhiều khiến hệ thống thoát nước của Đà Lạt bị quá tải, dẫn tới tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngã đổ cây xanh trên địa bàn thành phố. Tâm lý sợ bão hơn sợ mưa sẽ gây thiệt hại ở đô thị. Miền Trung vốn là nơi người dân có kinh nghiệm, chính quyền có phương án do đối phó thường xuyên với mưa bão, nhưng đây vẫn là đợt thiên tai gây thiệt hại rất nặng này, nhận nguyên nhân đầu tiên đến từ lượng mưa lớn trong lịch sử. Tôi có nhìn nhận rằng chúng ta sợ bão hơn sợ mưa, nghe bão thì rất lo, trăng chống nhà cửa dự trữ thức ăn, sạc pin, nhưng nghe mưa thì tâm lý chủ quan hơn. Ngay trong tối mưa lớn, tôi còn thấy nhiều người lái ô tô ra đường và bị mắc kẹt cả đêm, ông Huỳnh Vạn Thắng nói. Mưa lịch sử mà tôi đang muốn nói ở đây chính là lượng mưa được tính theo tiêu chí trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ. Trong dự báo, chúng ta đo mưa theo tiêu chí thời gian và đợt mưa. Mưa 24 giờ, ngắn hơn thì tính theo tiêu chí thời đoạn. Lượng mưa rơi xuống trong 12 giờ, 6 giờ, 3 giờ, 1 giờ. Nếu xét về đợt mưa thì tổng lượng mưa của cả đợt này chưa phải kỷ lục. Nhưng nếu xét theo mưa thời đoạn, nhất là 3 giờ, thì ngay cả đợt lụt lịch sử năm 1999, mưa thời đoạn, mưa 3 tiếng của Đà Nẵng cũng không lớn kinh khủng như tối ngày hôm trước. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng dù tổng lượng mưa trong 24 giờ không phải lịch sử, nhưng trong thời gian ngắn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 14 tháng 7, thời tiết Bắc Bộ chiều và tối, đêm mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm mưa rào dông rải rác. Ngày nắng, nóng gay gắt, có đặc biệt gay gắt. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa mưa to. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo thời tiết chi tiết thủ đô Hà Nội: có mây, chiều tối mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào vài nơi, mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.